Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Đây là một cái bảng giá giao dịch đầu tư trái phiếu tại TC Invest. Có thể coi đây là một cái chợ giao dịch mua bán trái phiếu đầu tiên tại Việt Nam do công ty chứng khoán Techcom Security thực hiện. Trong quá trình giao dịch đầu tư thì tôi cũng nhận được một số các cái câu hỏi của các nhà đầu tư, đó chính là khi thực hiện giao dịch trái phiếu ở đây thì cái thứ tự ưu tiên thực hiện giao dịch mua bán sẽ được thực hiện như thế nào? Có lẽ đó là một câu hỏi mà rất nhiều các nhà đầu tư khác quan tâm. Nếu khi chúng ta giao dịch cổ phiếu thì thứ tự ưu tiên giao dịch sẽ là ưu tiên về giá, đúng không ạ? Rồi ưu tiên về thời gian đặt lệnh. Tuy nhiên, đối với giao dịch trái phiếu thì hoàn toàn khác. Thứ tự ưu tiên sẽ không phải là như vậy. Và thứ tự ưu tiên sẽ như thế nào? Câu trả lời tôi sẽ chia sẻ ngay lập tức tại đây với các anh chị. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Khi anh chị thực hiện đặt lệnh trái phiếu tại công ty chứng khoán TC Invest thì cái giao dịch của anh chị sẽ cần phải trải qua các cái bước, đó chính là thực hiện đặt lệnh, sau đó thực hiện ký hợp đồng mua bán, sau đó thì anh chị phải có sẵn tiền ở trên cái tài khoản để công ty chứng khoán họ hold lại. Thế thì để được ưu tiên giao dịch mua bán thì anh chị sẽ phải đảm bảo hai điều kiện, đó chính là ký hợp đồng mua bán và phải có sẵn tiền ở trên tài khoản của công ty chứng khoán Techcom Security để đảm bảo là giao dịch được thực hiện hoàn thành. Như vậy là cái thứ tự ưu tiên chính là việc khách hàng sẽ thực hiện đặt lệnh trước và ký hợp đồng trước thì sẽ được ưu tiên trước. Còn nếu khách hàng ký hợp đồng sau thì sẽ ưu tiên giao dịch sau. Như vậy thì không có câu chuyện về giá, mà cứ khách hàng là ký hợp đồng trước thì sẽ được ưu tiên giao dịch mua bán trước. Để thực hiện giao dịch mua bán tại TC Invest về các cái trái phiếu thì có thể là giao dịch trên cái thỏa thuận trái phiếu là giữa các nhà đầu tư mua bán với nhau. Đây là cái bảng giá mà anh chị có thể thấy. Hoặc là có thể mua bán trực tiếp với công ty chứng khoán TC Invest ở cái menu đặt lệnh trái phiếu này, nó cũng khá là đơn giản ạ. Đó, khách hàng thì có thể đặt ở đây và cứ khách hàng nào mua trước thì sẽ được thực hiện ký hợp đồng trước và giao dịch trước. Đó, rất là thuận tiện đúng không ạ? Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị một cái điểm rất quan trọng, đó chính là thứ tự ưu tiên giao dịch mua bán trái phiếu. Khách hàng nào thực hiện ký hợp đồng trước sẽ được ưu tiên mua bán trước. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc các anh chị luôn luôn đầu tư thực hiện thành công.